backend hay là ứng dụng Java để làm các ứng dụng ở trên desktop này. Đấy, thì Java nó rất là toàn năng như thế. Đấy, chúng ta học theo Java. À, hôm qua thầy giới thiệu em chỉ mới bảo là được ứng dụng trên desktop. Desktop thì bây giờ đang ít dùng Java. Bây giờ chủ yếu Java thì có hai yếu, một là làm app hay là ta làm web thôi. Đấy. Còn JavaScript thì nó khác cái gì các bạn biết không? Để chúng ta học thì chúng ta biết nó làm gì thôi nhỉ? JavaScript là gì? Bạn nào biết không nhỉ? Có một thằng là Java hay có một thằng là JavaScript. Tại sao lại thế nhỉ? Các bạn nào biết tại sao? Tại sao nó đặt tên là JavaScript? Các bạn nào biết? Script là phiên bản. Script là phiên bản, nhưng tại sao lại bắt chước thằng Java, nó đặt tên là Java nhỉ? Tên trong Google á. Thằng đúng rồi. Đấy, gọi là kiếm phim đúng không? Kiếm phim. Và lúc đấy là cái thằng lúc đó JavaScript ra đời ấy, mới đầu không tên là JavaScript đâu. Xong đến cái thời kỳ mà được 1-2 năm sau thì thằng Java thời đấy nó lột quá, nó đổi luôn tên thành JavaScript. Thế là ngày xưa đấy, kể cả lúc thầy ra lập trình, nhiều lúc mình bị nhầm nữa, hơn Java và JavaScript, hai cái là khác nhau, đúng không? Thế Java thì em biết là để làm ứng dụng web này, desktop này, mobile này, mobile Android đấy. Thế còn JavaScript là gì? Xử lý gì ạ? Có nghĩa là hát kiểu kiểm tra. Kiểu kiểm tra đến dịch Google à? Không, có bài ghi. À, bài ghi chắc dịch Google nghe nó cứ phê phê nào. Thầy cho ghi à? Thầy cho ghi ạ? Đó là cái ngôn ngữ lập trình. Các em học HTML rồi đúng không? Thì học HTML thì HTML là đi với CS này, đi với JavaScript này đúng không nhỉ? CS để làm gì cho chắc em biết rồi đúng không nhỉ? JavaScript nó đi với HTML để làm gì? Xử lý đúng không? Dễ dàng hơn rồi. Các cái event, các sự kiện nó xảy ra trên cái web space này đúng không nhỉ? Rồi xử lý cả cái request, cái bất ngờ như ASAP này. Các em học ASAP chưa? Chưa, anh chưa. ASAP đúng không nhỉ? Các request ngầm, ASAP này. Rồi cái tác vụ đơn giản như validate form chẳng hạn. Đến những cái hiệu ứng nâng cao, ví dụ các hiệu ứng animation các thứ thì JavaScript nó làm hết những cái vấn đề đấy, đúng không? Hiệu ứng ảnh động các thứ JavaScript nó xử lý hết như thế. Thì đấy là cái mục đích bắt đầu của JavaScript nó sinh ra là như thế. Nó sinh ra cùng với cái trình duyệt Netscape này, là người ta đứng như đấy vào. Bắt đầu nó chỉ có mục đích thế thôi. Còn bây giờ thì làm gì? Có không tìm hiểu à? Thì nó hoàn toàn có quyền lý. Bây giờ JavaScript để làm gì? Ngoài cái việc mà chúng ta xử lý trong cái HTML ra thì bây giờ chúng ta có thể viết ứng dụng mobile bằng JavaScript. Đúng không nhỉ? Em có thể viết ứng dụng desktop bằng JavaScript. Rồi em có thể JavaScript có thể đóng vai trò như Java. Có nghĩa là làm web backend được, backend được. Như PHP, như Java, như JSP, như ASP. Đấy chính là Node.js. Đúng không nhỉ? Em thấy là bây giờ cái JavaScript nó toàn năng như vậy. Nghĩa là bất kỳ một cái lĩnh vực nào nó cũng có thể làm được. Cũng có thể làm được. Đấy. Đây các em chắc đã nghe đến cái như kiểu React đúng không nhỉ? React Native này. Đúng không ạ? React Native là để chúng ta làm ứng dụng cho mobile đấy. Rồi Angular hay Ionic cũng để làm ứng dụng cho mobile. Ở trên desktop thì chúng ta có Electron. Em biết Java nhưng mà nó code từ ra thành C. Biết JavaScript code thành C. Ở trên backend thì chúng ta có Node.js. Thì em thấy là cái JavaScript bây giờ nó toàn năng như thế. Và bây giờ thì nó là cái ngôn ngữ phổ biến thứ hai thế giới. Ngày xưa nó là Java là phổ biến đứng đầu, thì bây giờ JavaScript là thứ hai. Và một thằng đứng trên JavaScript nó biết là gì không nhỉ? Python đúng không? Em biết tại sao Python nó phát triển như thế không? Thì đấy là do cái sự phát triển của chính mình hiện tại. Các cái việc mà người ta training các cái con robot AI ấy, người ta sử dụng thường người ta sẽ sử dụng Python. Ngôn ngữ Python được sử dụng để chuyên AI nhiều, nên là càng ngày càng sử dụng. Thứ hai là cái việc Python thế thì biết Python nó không như các cái ngôn ngữ của em đã học đâu, hình như là nó không có dấu ngoặc nhọn ngoặc nhiếc gì cả, nó biết chỉ cách dòng thôi. Đấy, mới đầu học thì có thể là hơi khốn, nhưng mà sau đó
quen thì nó lại thành cái gì người ta thích. Đấy. Và Python thì thường xử lý những cái mà vấn đề liên quan đến server với tác vụ lớn này thì nó rất là thích hợp. Thế là người ta khi mà combo thì người ta sử dụng hai cái. Ví dụ PHP đi Python nhá. Thì PHP đóng vai trò là xử lý các cái tác vụ đơn giản. Tác vụ đơn giản thì search, update, database các thứ, thì còn Python đóng vai trò ví dụ như là mode ở phía sau. Nên hai là kết hợp thành một. Đấy. Thế thì người ta những cái mà người ta kết hợp nhiều công nghệ với nhau ấy, thì người ta thường gọi là stack. Stack có nghĩa là nhiều công nghệ chứ không chỉ một công nghệ. Thế là cái việc mà chúng ta tranh cãi nhau là cái nào hơn cái nào ấy, nó để nó miên man lắm, chẳng có cái nào hơn cái nào. Không hơn hay không, chỉ có cái stack nào hơn stack nào thôi. Và stack hơn stack thì do cái người đó, cái kỹ sư thiết kế ra cái kiến trúc đấy, họ quyết định cái việc là nó hơn hay không. Hiểu. Ví dụ như là Facebook chẳng hạn, đúng không? Facebook thì các em biết là mới đầu nó bằng PHP đúng không? Thế nhưng bây giờ thì để mà vận hành được cả một cái website thế, nó là tùm lum các loại công nghệ, nó không phải là chỉ một cái không. Đúng không? Nên có nhiều bạn cứ tranh cãi nhau là PHP hơn Java, JavaScript lại hơn Java, Java lại hơn cái này cái kia, cái kiểu không cần thiết. Tất cả là do cái người mà thiết kế hệ thống thôi. Họ biết cái nào thích hợp, cái nào không. Chẳng có cái nào đi được cái nào này. Thế thì đấy là Java và JavaScript, cái lịch sử là như thế. Đấy thì các em thấy là bây giờ em có thể chọn con đường của mình. Chúng ta có thể làm gì nhỉ? Frontend, chuyên frontend không? Là chúng ta sẽ chỉ nghiên cứu HTML, chỉ nghiên cứu JavaScript, chỉ nghiên cứu CSS để thành master thôi. Đấy là một con đường. Nha, frontend thì lương mà giỏi ấy thì lương không hề kém backend gì nào, chỉ còn hơn. Vì nha, nếu mà chỉ cắt giao diện với lại làm những cái tinh thì không nói, nhưng mà anh em đến mức mà chuyên nghiệp thì các em cực kỳ thành thạo các cái framework của JS, thậm chí là em có thể thiết kế được cái framework đấy. Muốn thiết kế framework thì chúng ta học cái gì, học cái Jabberwocky nhá. Các em phải làm nhiều kinh nghiệm, sau đó chúng ta nghiên cứu đi Jabberwocky. Những người họ thiết kế ra framework thì họ rất thành thạo về Jabberwocky. Jabberwocky thì em biết là gì không? Các bạn biết Jabberwocky là gì chưa? Chúng ta lên có một cái quyển sách về Jabberwocky gối đầu giường, nếu mà các em xác định theo lập trình. Đó là những cái mẫu sẵn, thiết kế sẵn mà xử lý được một cái tác vụ nào đó mà cái tác vụ đang bị nhập lại. Tức là gì? Tức là trải qua bao nhiêu năm đi, có những cái vấn đề, những cái vấn đề xử lý ấy phải luôn luôn là nó như thế, đặc biệt lại. Thì lúc đấy các cái sự tổng hợp lại thành các cái mẫu để xử lý những vấn đề đấy. Đấy gọi là design pattern. Đó. Thì chúng ta nếu mà muốn lên cao nữa thì các em phải có một cái quyển design pattern để nghiên cứu. Đấy là thứ hai nhá. Đấy thì là cái hướng theo front end nhá. Front end. Còn cái hướng thứ hai là theo back end. Back end đây thì chúng ta học gì? Java này đúng không? Web, JSP, ASP và gì? PHP đúng không nhỉ? À, đây là theo hướng full backend. Hoặc là em có thể theo cái hướng đó là học cả hai cái. Để master cả hai thì chúng ta gọi là full stack. Đúng không nhỉ? Nếu mà giỏi cả hai thì gọi là full stack. Full stack thì lương chắc không được 2.000. Đúng không? Full stack thì lương chắc không 2.000. Đây là những cái hướng mà chúng ta đi. Có cái hướng nữa đó chúng ta biến app, vì app lớn rất phát triển đúng không ạ? App thì chúng ta có thể học Android, iOS đúng không ạ? Và cái hướng cuối cùng đó là chúng ta học JavaScript không? Đến dạy. Không phải đi dạy, học JavaScript không để em có thể sau này thích làm gì thì làm. Đấy gọi là full stack rồi đúng không? Toàn năng đấy. Hoặc là một cái hướng nữa là các em cái gì cũng làm được. Thì nếu bạn nào không biết thì chắc chắn sẽ làm được. Chúng ta học một cái thì học cái sau nó nhanh lắm. Đấy là chia sẻ đúng không? Chia sẻ cái con đường mà các em chọn. Thế thì bây giờ thì trong